Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh nhá. Hôm nay giới thiệu với anh em một cái chiếc áo ngụy trang, chiếc áo mẫu mới nhá. Mẫu này thì anh em tuổi trẻ gọi cái mẫu này gọi là mẫu Hori nhá, gọi là áo kiểu Hori. Áo kiểu Hori là áo kiểu Hàn Quốc ấy nhá. Cái màu là cái màu thực tế như thế này. Anh em xem này, anh em xem thực tế thôi. Anh em màu thực tế anh quan sát đi. Nhá. Màu ngụy trang lá cây. Nhá, ngụy trang lá cây. Ngụy trang rất là tốt. Kiểu là kiểu áo Hori, có nghĩa là kiểu áo chui đầu. Kiểu áo chui đầu nhá. Phía bu rông tay này, nó sẽ có bu rông lại cho nó gọn nhá. Cho nó gọn này. Phía bu rông cạp nữa này. Đấy, nó có bu rông nhá. Túi là một túi ở giữa, hai bên thông nhau như này này. Đấy, nói chung là anh em cái kiểu áo Hori này anh em cũng nắm được rồi nhá. Có mũ chụp lên đầu, có mũ chụp kín lên đầu và dây thắt của mũ này nhá. Và chất liệu của cái áo này nhá, chất liệu vải này thì cực kỳ là mát êm. Nó là cái dạng vải dạng thun co giãn nhá, vải thun co giãn nhá. Đây, nó có độ giãn. Nó có độ co giãn. Cái mũ này thì sẽ có hai lớp, một lớp phía ngoài này và một lớp trong này. Riêng cái mũ này sẽ hai lớp. Thế còn quần áo đây này, đây là mặt trong nhá, đây là mặt trong. Mặt trong là trắng như này. Vải này là vải xịn nhá, vải thun rất là mát, có độ co giãn nhá và chống sổ lông, chống xù, chống sổ lông luôn. Những cái đường may rất là chắc chắn nhá. Đây. Hàng này là hàng nhập khẩu các bác nhá. Cái này thì giá nó sẽ hơi cao hơn một số cái áo Hori kiểu bình thường, mà kiểu áo thu đông ấy. Áo thu đông nó chỉ có trăm mấy thôi, nhưng nó là cái chất liệu vải không phải đẹp như này. Nó là màu màu xám, màu xanh, màu ghi nhá. Chất liệu vải đấy nó bị xù lông và không phải là màu ngụy trang. Còn cái này nó là màu ngụy trang này. Màu ngụy trang cho anh em chơi đam mê, thể hiện cái phong cách và đi rừng ngụy trang rất là tốt nhé. Thế còn cuộc sống hàng ngày mặc cái này thì nó có phong cách hơn. Và cái vải này thì nó là vải xịn hơn, không có bị sổ lông nhé, không bị xù lông này. Mát. Thế đây là giới thiệu với anh em về cái mẫu áo mới mà shop mới nhập được nhé. Đối với cái mẫu áo mới này thì size của nó khá là to. Tại vì kiểu áo Hori này nó sẽ rộng. Nó có hai cỡ size đấy. Một là cái cỡ size gọi là S trên M. Hai là cái cỡ size N. Nhưng mà đa phần thì size nào nó cũng rất là to. Đây này. Và có thêm cái size này này. XN này. N trên XN. Cái này phải thông báo trước với các bác là các bác to con. Anh em to con mặc mới đẹp. Thế còn anh em nhỏ con, thấp thì mặc nó sẽ không được, nó hơi rộng. Cái điều này đều phải chấp nhận nhá. Cái kiểu này là kiểu áo Hori thì nó rộng như vậy. Thì đây là cái cỡ nhỏ này. Tôi sẽ mặc thử cho các bác xem. Anh đi xa quay cả người. Tôi sẽ mặc thử cho các bác xem. Về chiều dài thì cũng không dài lắm đâu. Nhưng mà về chiều rộng nó sẽ rộng đấy. Tại vì cái kiểu này nó sẽ rộng. Như tôi đây thì có 1m65 thôi. Nặng 55 cân. Thì anh em nào phải nặng trên 60 cân, cao 1m7, 1m8 thì mặc cái này sẽ đẹp hơn. Đây nhá. Kiểu áo Hori, kiểu chui đầu. À, kiểu chui đầu. Ống túi là một túi ở giữa. Hai bên này thông nhau nhá. Đây này. Nói chung là kiểu áo Hori là anh em biết rồi. Kiểu Hori Hàn Quốc. Đó. Tôi mặc cái này thì là rộng rãi nhá. Nó sẽ hơi rộng một chút. Anh em to con hơn thì mặc nó sẽ đẹp hơn. Đây. Cái này mặc rất là mát. Chất liệu vải thun. Màu ngụy trang nhé. Nói chung là cái mẫu này là mẫu nhỏ nhất rồi đấy. Mẫu nhỏ nhất rồi. Thì các bác anh em mua hàng phải lưu ý. Người nào mà nhỏ như tôi, nhỏ con như tôi tầm khoảng 1m6 hơn một chút, nặng hơn 50 cân thì mặc nó sẽ rộng như này. Còn anh em nào mà cao hơn, to con hơn thì mặc nó sẽ đẹp hơn. Nhân lưu ý nhá. Hàng và thực tế như nào thì tôi giới thiệu quảng cáo với các bác là như vậy. Bây giờ là chỉ có cái mẫu này là mẫu nhỏ nhất. Đấy, anh em to con thì mặc nó sẽ đẹp. Còn anh em nhỏ như tôi thì mặc gọi là cũng gọi là mặc được. Nhưng mà nó sẽ hơi rộng.
rồi rộng. Và cái kiểu áo hoa đi này thì nó đã rộng, bản thân nó đã rộng rồi nhé, bản thân nó rộng rồi đây, tuyệt vời luôn. Rồi, mũ chụp này, cái này thì độ ngụy trang rất là tốt nhá, độ ngụy trang rất là tốt mà nó gọn gàng. Thế còn cái này thì có thể là mặc trong cuộc sống hàng ngày luôn, đi chơi đi cà phê cà pháo thì nó thể hiện phong cách thôi. Cái này thì lại đặc biệt phù hợp với lại anh em miền Bắc, còn anh em miền Nam thì mặc cái này chống nắng thì tuyệt vời nhá, chống nắng rất là tốt, mát, nó không quá nóng. Thế còn anh em miền Bắc vào mùa đông lạnh thì mặc cái này thì ấm tuyệt vời rồi, giữ ấm rồi nhá. Đó, đây là cụ thể mà cái áo gọi là áo ngụy trang kiểu hoodie, áo ngụy trang hoodie nhá. Các bác quan tâm theo dõi thì mua đồng alo trực tiếp đến các số điện thoại của shop đây, shop nhá, thì sẽ nhận được cái tư vấn của anh em trong tổ bán hàng. Hàng thì luôn luôn là ship COD, ship COD đi toàn quốc. Màu mè áo là như thế này, các bác nhận hàng thì có quyền bóc hàng ra xem và kiểm tra, xong thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng luôn. Đấy, cái chuyện mà cho xem và kiểm tra hàng ấy thì sẽ tránh được cái tình trạng bị lừa gạt, là các bác bỏ tiền ra mua là đúng một chiếc áo như thế này, đúng quy cách như này. Đây tôi phải bảo trước các bác là cái kiểu này là rất là khá là rộng đấy, anh em mua phải lưu ý nhé. Đấy, nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác, chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video giới thiệu sản phẩm mới sau nhé. Còn rất nhiều sản phẩm mới, các bác xem clip trên kênh YouTube, vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh. Và các bác bấm luôn cái chuông thông báo bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất và những video giới thiệu sản phẩm mới nhé.